Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Học Lập Trình Online. Thì tôi là Mẫn Nguyên. Thì hôm nay tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn về một cái thư viện làm giao diện nổi tiếng, thư viện Master of UI. Thì đầu tiên tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái thư viện này, và sau đó tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng cái thư viện này ở trong cái công nghệ DApp. Thì để tìm hiểu về cái thư viện Master of UI này thì các bạn đi vào cái trang chủ của cái công nghệ này, là cái trang bull.com này. Đó. Thì các bạn click vào cái phần cái button cái link Discover Core Library này. Tiếp theo thì các bạn click vào cái phần Master of UI này. Thì các bạn click vào cái phần Get Started này. Thì ở đây thì nó sẽ đưa các bạn tới một cái trang gọi là trang Overview. Thì ở đây thì nó sẽ giới thiệu cho các bạn về cái thư viện Master of UI này. Thì ở đây nó có giới thiệu thì đây là một cái thư viện mã nguồn mở. Thì nó là một cái thư viện cung cấp các công năng React mà đã được xây dựng sẵn, và nó thực thi theo cái design của thằng Google Master Design. Thì cái thư viện này nó sẽ bao gồm các công năng mà được review, tức là đã được xây dựng sẵn, và việc của chúng ta là sử dụng lại các công năng của cái thư viện này để mà xây dựng lên cái trang giao diện ứng dụng bằng React. Đó, thì các bạn có thể đọc và tìm hiểu thêm về cái phần giới thiệu về cái thư viện này ở đây. Tiếp theo thì ở đây thì nó có giới thiệu một số cái ưu điểm của cái thư viện là Master UI này. Ví dụ là nó có cái ưu điểm là ship faster này, tức là nó chuyển giao nhanh hơn này. Tiếp theo là beautiful by default này, tức là nó là một cái thư viện cung cấp các component mà có cái design rất là đẹp. Tiếp theo là tính năng customize này, thì nó cung cấp cho chúng ta những cái tùy chọn để chúng ta có thể tùy chỉnh lại design lại cái mấy cái component, như là design lại cái kích thước hay màu sắc gì đó cho nó phù hợp với lại cái nhu cầu thiết kế của chúng ta. Tiếp theo là plotting collaboration này, thì cái thư viện này thì nó được cộng tác và phát triển thông qua rất là nhiều cái team khác nhau này, và hiện nay thì cái thư viện này thì nó được tin tưởng và sử dụng bởi hàng ngàn cái tổ chức khác nhau. Thì sau đây tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng cái thư viện này. Thì để tìm hiểu về cái cài đặt thì các bạn đi vào cái phần installation này. Ở đây nó có cái phần một số cái tùy chọn cái đặt như sau. Ví dụ như cái đặt default này, thì ở đây thì nó có ba cái thằng mà các bạn thể sử dụng để cài đặt này. Thì ví dụ như các bạn thể cài đặt thông qua thằng npm này, thằng jar này, thằng pnpm này. Rồi nếu mà các bạn muốn cài đặt với cái tùy chọn với lại cái tay nghịch có một lần thì các bạn phải sử dụng cái tùy chọn thứ hai này để cài đặt này. Đó, thì tương ứng với cái thì chọn thứ hai này thì các bạn cũng có ba cái cách để mà cài đặt này. Thì các bạn lưu ý về cái cách cài đặt của cái thư viện Master of UI này, thì ứng với mỗi cái version khác nhau thì nó sẽ có một cái cách cài đặt khác nhau. Thì hiện giờ là cái version mới nhất của nó là cái version 5.15.4 này. Đó, thì các bạn click vào đây này thì nó có một cái version trước đó là cái version 4 này. Ví dụ các bạn click vào cái phiên bản version 4 này. Đó, thì cái cách cài đặt cái phiên bản version 4 thì nó cài đặt khác này. Đó, các bạn thấy cái cách hướng dẫn cài đặt của nó khác này. Thì tương tự ở trong tương lai, ví dụ như là nó có mấy cái version mới hơn như là version 6, version 7 vân vân, thì cái cách cài đặt của nó thì nó có thể khác. Thì các bạn hãy vô cái trang chủ nó để tìm hiểu về cái cách cài đặt của nó. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt. Thì tôi sẽ đi cài đặt một cái project React mới, và sau đó tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt cái thư viện Master of UI này vào trong cái project React đó. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào đầu hướng dẫn các bạn như sau. Thì chẳng hạn như trong cái folder source code này thôi, thì bây giờ tôi sẽ mở một cái terminal này. Tôi sẽ mở một cái terminal tại cái folder source code của tôi đây. Đó, thì các bạn nếu mà trên máy của bạn không có terminal thì các bạn có thể mở một cái chương trình như là cmd này để cài đặt. Thì bây giờ tôi sẽ sử dụng là Jan để cài đặt này. Tôi sẽ sử dụng Jan là React app để cài đặt. Chẳng hạn như tôi sẽ có cái tên project là demo Master of UI app này. Đó, tôi sẽ có một cái project là demo Master of UI app như vậy. Tiếp theo tôi sẽ nhấn enter để nó cài đặt này.
Rồi, nó đã init xong cái project React cho tôi này. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn mở VS Code này. Và sau đó tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn mở cái project. Và sau đó tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tạt cái project lên này. Đây, tôi sẽ mở cái VS Code này. Tôi sẽ open folder này. Tôi sẽ đi vô cái folder source code của tôi. Đây, tôi sẽ mở cái folder demo Material UI app này của tôi này. Bây giờ tôi sẽ đi mở một cái terminal trong cái thằng VS Code này. Và tôi sẽ có lệnh gen tạt để mà tạt cái ứng dụng của tôi lên này. Đây, tôi sẽ nhấn Enter để nó tạt ứng dụng của tôi lên. Đó, thì các bạn thấy là cái project của tôi nó đã tạt lên bình thường này này. Tiếp theo chẳng hạn như cái phần giao diện này, bây giờ tôi sẽ đi chỉnh sửa lại chẳng hạn. Thì tôi sẽ vô cái file app.js mà cái chỗ trong cái chỗ header này thì ba cái phần này tôi sẽ bỏ đi này, và chỗ này tôi sẽ có một cái tag h1 chẳng hạn, tôi sẽ để cái content là demo using material UI. Rồi theo tôi đi chỗ save này. Đó, thì bây giờ các bạn thấy là ngay lập tức ở trên cái trang giao diện ứng dụng React thì bây giờ nó đã thay đổi thành cái tag là demo using material UI giữa chữ 7 đó. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt cái thư viện Material UI vào trong cái ứng dụng React của tôi. Thì tương tự tôi sẽ dùng gen này cài đặt. Thì đây tôi sẽ cài đặt với lại cái thằng gen này. Tôi sẽ copy cái lệnh cài đặt này này. Tiếp theo tôi sẽ quay lại VS Code này. Chẳng hạn như là tôi sẽ đi mở một cái thêm một cái terminal nữa, thì tôi sẽ đi cho cái dấu cộng ở đây này. Tôi sẽ tạo ra một cái terminal nữa này. Và tôi sẽ bắt cái lệnh này và tôi nhấn Enter để nó cài đặt này. Đó thì nó đã cài đặt xong này. Thì các bạn để ý là ở trên này thì bây giờ nó sẽ có thêm cho tôi ba cái dependency, là ba cái backtick, là ba cái thư viện mà liên quan đến cái thằng Material UI này. Đó. Thì đây là ba cái backtick này, a còng mui Material UI này, rồi tiếp theo là a còng emotion chuyển React này. Rồi theo là a còng emotion chuyển timing này. Đó. Đó thì đây là ba cái thư viện của thằng Material UI. Rồi theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cài đặt thêm một số cái thư viện liên quan đến nó nữa. Rồi theo thì các bạn lưu ý là cái phần về mấy cái DBC liên quan đến thư viện React và React Form thì nó phải đi theo cặp. Nó ví dụ như là cái React của các bạn là version 17 thì cái thằng React Form thì nó phải là version 17, hoặc là như trong trường hợp của tôi thì cái React của tôi thì nó là version 18.2.0 này. Thì cái thư viện React DOM thì nó cũng phải đi theo cả một cái version của React là version 18.2.0 này. Đó. Rồi tiếp theo tôi sẽ cần phải cài đặt cái gọi là phong robotophon này. Đây, tôi sẽ copy cái next này để cài đặt cái robotophon. Rồi nó đã cài đặt xong này. Thì tương tự thì kiểm tra trên này thì các bạn sẽ thấy có thêm một cái dependency là phong suộc duyệt robotophon này. Đó. Rồi theo thì tôi cần phải import mấy cái file CSS của thằng robotophon vô để sử dụng này. Ví dụ tôi copy chỗ này này. Và tôi sẽ quay lại cái tôi sẽ vô cái file index.js. Thì đây là cái file entry point, là cái điểm đầu vào của cái ứng dụng React ạ. Thì tôi sẽ bát mấy cái file CSS này. Rồi theo tôi đi tôi say này. Rồi ngoài ra thì đây thì nó còn có một cái tùy chọn khác để cài đặt được cái robotophon. Đó là cài đặt thông qua thằng Google Web Form. Tuy nhiên thì cái robotophon thì tôi đã cài đặt mấy đăng trang rồi. Nhà chỗ này tôi sẽ keep này. Rồi theo tôi sẽ đi cho các bạn cài đặt mấy cái thư viện liên quan icon. Thì tôi sẽ sử dụng đăng trang để cài đặt cái thư viện icon liên quan đến Master UI này này. Thì tôi copy này này. Rồi theo tôi sẽ pass cái lệnh này và tôi sẽ nhấn Enter để nó cài đặt cho tôi này.
Rồi, tôi đã cài đặt xong cái thư viện Icon Matologize rồi này. Đó, rồi theo thì tôi sẽ quay lại cái trang hướng dẫn cài đặt của nó đây. Rồi, ngoài ra thì cái phần icon này thì các bạn cũng có thể cài đặt thông qua cái thằng Google Web Form. Bây giờ thì tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt với lại thằng Gian rồi, thì tôi sẽ bỏ qua cái phần này. Rồi theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái thư viện Matologize này, thì để tìm hiểu về cách sử dụng một cái component nào đó ở trong cái thư viện Matologize này thì các bạn thì dùng cái mục Juicy này này. Đó, thì ở đây nó có cái ví dụ này. Ví dụ như các bạn muốn sử dụng một cái component, ví dụ là button thì các bạn import cái component của bạn vô này. Rồi theo thì ở trong cái phần return thì các bạn sẽ gọi cái component của bạn là các bạn sử dụng nó này. Ví dụ như đây là cái component button này. Đó. Thì tương tự thì các component khác thì các bạn cũng làm tương tự. Thì chẳng hạn như là ở trong cái ứng dụng này thì chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ đưa cho các bạn tạo ra một cái phần gọi là menu navbar trên này. Thì tôi sẽ đưa cho các bạn sau. Thì các bạn này dùng cái mục command này này. Thì ở trong cái phần command này thì nó có rất là nhiều cái command khác nhau này. Và nó có rất là nhiều cái nhóm command, ví dụ là nó liên quan đến cái phần input này. Input tức là xử lý cái phần dữ liệu đầu vào, ví dụ như là mấy cái test view, mấy cái checkbox, mấy cái radio vân vân, thì các bạn thể đọc ở cái trong cái phần input này. Tiếp theo là cái phần data display, thì nó có một số cái command như là avatar này, hoặc là command như là table list vân vân. Rồi là feedback này, một cái nhóm feedback thì nó có một số cái command như là anner này, dialog này, đó vân vân. Rồi theo là cái phần survey này, thì nó sẽ có một số cái command như là accordion này, app3 này, cạp này. Rồi theo là cái phần navigation này, thì nó có một số cái công năng như menu này. Thì các bạn hãy vô cái phần menu này và tham khảo một số cái mẫu menu của nó này. Đó. Rồi theo thì nó có cái phần liên quan đến layout thì nó sẽ có một số cái công năng như box này, container này, grid này. Đó. Rồi một số cái CTU là một số cái tiện ích này. Đó. Vân vân. Thì để tìm hiểu thêm về các công năng và cái thư viện Matologize nó cung cấp thì các bạn vô cái phần component này để đọc thêm. Đó. Thì chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ đi cho các bạn là cái phần menu header, menu navigation bar này. Thì ở đây chẳng hạn như là các bạn để tham khảo cái phần app bar này, này. Thì các bạn để cái mục surface này, đây nó có cái phần app bar này. Ở đây nó có một số cái kiểu menu các bạn xem code này, các bạn muốn tham khảo code thì các bạn click vô cái phần show code ở đây này. Đó. Thì nó sẽ show code và các bạn để copy code vô và các bạn sử dụng này. Tuy nhiên thì để mà sử dụng thành thạo các component của thằng thư viện này nó cung cấp thì các bạn nên khi mà các bạn mới học thì các bạn nên gõ code để mà các bạn tìm hiểu sâu và sử dụng thành thạo hơn. Thì chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ đi cho các bạn viết code từ từ và sử dụng các command để mà xây dựng lên cái phần menu nav bar chẳng hạn. Thì bây giờ tôi sẽ quay lại VS Code này. Thì chẳng hạn như là ở chỗ này, quay lại cái file app.js thì ở chỗ này chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái file gọi là header command. Thì tôi sẽ tạo một cái header command này này. Tôi copy và tôi sẽ tạo ra một cái file gọi là header.js chẳng hạn. Và tôi sẽ có phiên tắc là rss. Để nó tạo ra một cái phần trần có một lần cho tôi này, thì tôi sẽ có phiên tắc là rss và tôi nhấn enter. Đó thì nó sẽ tạo ra cho tôi một cái phần trần có một lần như vậy. Rồi tiếp theo thì ở chỗ này thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn tạo ra cái phần header này. Thì đầu tiên thì tôi sẽ import cái app3 rồi. Đây, tôi sẽ import cái app3 từ cái thư viện Matologize này. Rồi theo chỗ này tôi sẽ chỗ cái editor thì tôi sẽ đi gọi cái app3 để sử dụng này. Thì cái app3 này tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là position. Tôi sẽ cho nó bằng static. Rồi theo thì trong cái app3 này tôi sẽ sử dụng một cái command gọi là toolbar. Thì trên này tôi sẽ import cái toolbar rồi chẳng hạn. Đây tôi sẽ gọi cái toolbar này. Rồi theo tôi sẽ sử dụng một cái công năng gọi là icon button.
Đây, tôi sẽ import cái icon bút tần ở trên này. Và trong này tôi sẽ đi gọi cái icon bút tần này. Thì tôi sẽ cho nó một số cái drop để sau. Đầu tiên tôi sẽ cho nó cái size. Size tôi sẽ cho nó bằng nát. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái thuộc tính x. Tôi sẽ cho nó bằng tạp này. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái color. Tôi sẽ cho nó bằng inherit. Rồi theo là tôi sẽ cho nó cái area label. Tôi sẽ cho nó bằng menu này. Rồi tôi sẽ cho nó thuộc tính xs. Thì tôi sẽ cho nó cái margin drive br là 2. Rồi chỗ này tôi sẽ có một cái công năng gọi là menu icon. Thì tương tự là tôi sẽ import cái menu icon vô. Thì cái menu icon này thì tôi sẽ import như sau. Tôi sẽ import cái menu icon form này. A cộng mui này. Và xuyệt icon là xuyệt menu. Đó, thì tôi cần phải import vài mới đúng này. Đó, đây là cái menu icon này. Đó, thì chẳng hạn như bây giờ tôi đi cho size này. Rồi, chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ lên lại giao diện này. Tôi sẽ defend lại này. À, tôi còn chưa import nó. Ở bên cái file app.js thì tôi sẽ import cái header có làm vô này. Đó, thì tôi sẽ import nó vô như vậy này. Đó. Rồi theo tôi đi cho size này. Rồi nó đã có 3 set này. Đó, thì bây giờ tôi sẽ lên lại giao diện này. Đó, thì lên lại giao diện thì bây giờ các bạn thấy là nó có một cái phần menu header và có cái icon menu như vậy này. Đó. Tôi theo chẳng hạn như là tôi sẽ có design sâu lên một cái phần gọi là tên thương hiệu hay tên website gì đó chẳng hạn. Thì tôi sẽ sử dụng một cái công đoạn gọi là typography. Đây, tôi sẽ sử dụng cái một cái công đoạn gọi là typography ở đây. Chẳng hạn như là tôi sẽ cho cái chỗ này là my app chẳng hạn. Rồi tôi sẽ cho nó một số cái thuộc tính như sau. Đầu tiên là tôi sẽ cho nó cái variant. Tôi sẽ cho nó bằng H6. Rồi theo là tôi sẽ cho nó cái công năng. Thì tôi sẽ cho nó là bằng if. Rồi theo là tôi sẽ cho thuộc tính xs. Thì tôi sẽ cho nó cái flag row. Tôi sẽ cho là 1. Đó, rồi theo tôi nick cho say này. Rồi theo tôi sẽ lên lại dình duyệt này. Đó, thì bây giờ các bạn thấy là nó xong lên cho tôi là cái My App như vậy. Thì đây là ví dụ là tên cái ứng dụng của chúng ta chẳng hạn là My App chẳng hạn. Rồi theo chẳng hạn như tôi sẽ đi hướng dẫn cho bạn xong lên một cái button login đây chẳng hạn. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn bạn như sau. Thì tôi sẽ quay lại số code này. Thì ở bên dưới này tôi sẽ có một cái button. Thì chẳng hạn như tôi sẽ có một cái button là login này. Tôi sẽ cho cái content là login này. Và tôi sẽ cho nó một cái thuộc tính color này. Tôi sẽ cho là inherit. Rồi theo tôi sẽ nick cho size này. Rồi theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Đó, thì bây giờ các bạn thấy là ở bên phải màn hình thì nó có một cái button login như vậy. Đó. Rồi theo chẳng hạn như tôi sẽ impact cái trình duyệt đây này. Và chẳng hạn như là tôi muốn check xem là cái giao diện, cái ứng dụng của tôi ở trên cái màn hình mobile nó sâu lên như thế nào. Thì tôi sẽ vô cái tab đầu tiên này này. Thì nó có cái phần gọi là Tango Device Toolbar này này. Đó. Thì ở đây thì nó có một số cái loại màn hình như là dành cho iPhone 12 Pro này, iPhone 14 Pro Max này. Đó, thì các bạn muốn check xem cái giao diện ứng dụng của bạn ở trên mấy cái màn hình mobile nó như thế nào. Thì các bạn để vô cái tùy chọn này của trình duyệt và các bạn kiểm tra này. Đó. Đó, thì cái phần menu app bar hay cái phần menu header thì trông nó đã khá là được rồi này. Đó.
Đó, thì như vậy năm nay tôi đã hướng dẫn cho bạn sử dụng cái thư viện Master Drive, và tôi cũng đã demo cho bạn xây dựng lên cái phần menu app bar hay là cái phần menu navigation bar sử dụng cái thư viện Master Drive rồi. Đó, thì ngoài ra thì ở trong cái phần app bar này thì nó có rất là nhiều cái ví dụ cho các bạn về cái cách xây dựng nên cái phần menu A3 khác nhau này. Đó thì các bạn hãy vô đây và tham khảo thêm này. Đó. Đó, ví dụ như là các bạn muốn xây dựng cái phần menu A3 với lại cái form search này này. Đó thì các bạn hãy vô đây và các bạn tham khảo thêm này. Đó. Thì đây nó gói code demo cho các bạn sẵn rồi này. Đó. Rồi, ngoài ra thì nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về React á, thì ở trên cái trang Udemy á, thì tôi có một cái khóa học gọi là khóa học lập trình React JS chuyên sâu, thì các bạn hãy vô Udemy này và các bạn tham khảo cái khóa học gọi là khóa học lập trình React JS chuyên sâu với lại Bootstrap Master UI này. Thì ở trong cái tháng này thì đây là cái tháng đầu tiên của năm mới, thì tôi sẽ tạo ra một số cái mã giảm giá để mà khuyến mãi cho các bạn. Thì cái video hôm nay tôi sẽ upload lên YouTube, và ở cái phần mô tả của cái video đó, thì tôi sẽ để một cái link, thì các bạn click cho cái link ở cái phần mô tả thì nó sẽ có kèm theo cái mã giảm giá và các bạn có thể sử dụng được. Đó thì nếu mà các bạn thấy cái khóa học này phù hợp với lại cái nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể đăng ký và tham gia vào cái khóa học này của tôi. Đó thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.